con muốn làm cái ghế, con muốn làm cái ghế. Cái này đố ai mà đúc vô được luôn á. Đá không? Một cái một luôn. Hả? Trời ơi, vui gì vậy trời? Coi là trời. Chết rồi, ông tiếp coi. Hãy... cái ghế nó tự nó nhảy vô đầu con á. Trời ơi, là trời, cái ghế nào mà tự nhảy vô đầu được? Con này mày chơi khôn thiệt luôn á. Mày cũng chơi lắm nè. Coi. Không có lấy ra được rồi, giận sao trời, cái mày giận có nước cưa cái ghế chứ mày lấy cái đầu nó ra được hết chứ giận sao? Chết nè. Giờ đưa nó đi bệnh viện luôn đi. Con này phải đưa đi bệnh viện nè. Cho bác sĩ chích nó đi. Ai? Bây giờ tao để cái ghế này cho mày theo mày suốt đời luôn quá. Chơi gì mà ngộ thiệt chứ. Tàn ác sát nhân con gì nó báo luôn tới trời. Bộ giờ cái này sao không vô lấy cái cưa đó ra coi. Trời con ơi. Báo quá trời báo rồi con cái thiệt luôn á. Bình thường không chịu nó rút cái đầu vô đây. Cái cây. Trời. Chị béo chị bị. Chị dẫn con chị gì vậy chứ sao mà nó ngắt bông nhà em hết trơn vậy. Trời ơi qua thì nó cũng mọc lại được. Nó tỉa phụ em xíu thôi mà. Tại em đi soi đó với nít vậy. Thì phụ tỉa nè. Cái đầu tôm bơm. Bánh đầu tây. Ê cái búa đập cái kéo đập cái kéo. Rồi tôi thua, tôi sẽ đi núp đây. Hai bà đi trốn. Ờ ập vô đi. Rồi 5 10 15 20. Rồi tới đây thôi, biết đếm tới 20 à. Đi tìm. Hư. Ha, tôi thấy bà rồi nha. Xí dân dạ dài. Ê, bà Vân bị bắt rồi. Chơi dở. Vân bị bắt trước chơi dở. Trốn mà phải trốn kỹ. Đâu? Lâu vậy ta, nóng nực quá. Đói bụng. Lâu vậy trời. Ê, tôi ở đây nè. Không thấy nữa đâu. Cũng dễ tìm mà. Chắc do mình giỏi quá, mình trốn kỹ. Đói bụng quá. Nhưng mà lâu. Hả? Ê! Sao không đi tìm tôi hả? Hồi nãy có tìm, có kêu. Mà ai biểu bà không ra anh chị? Tôi đỡ con chơi mà. Tôi đâu biết là tôi thấy bạn trốn kỹ quá. Tôi tưởng bạn ngủ luôn. Nghĩ chơi sao không nói? Tại sao đó? Ngồi mũi chết muốn chết luôn á. Thôi, đừng có khóc nữa. Đi lấy dầu thức đi để tụi tôi ăn cái. Thôi mà nó mít ướt á, đừng có chơi. Nghĩ chơi luôn. Ơi. Không có chơi rồi á. Vậy là bạn thua nha. Bạn thua. Bạn nói thua kệ đi. Kiến ơi ra chơi nè. Kiến ơi cắn tay tao đi. Ủa cái này bự, cái ngón tay mình nó xíu à. Ngón này bự hơn. Coi ngón này. À không sao. Sao nó không vô? Nó vô luôn. Về đi. Mẹ. Trời ơi, cái vụ gì nữa vậy trời? Cái này nó nuốt con tay. Từ từ. Cái này nó nuốt con tay con. Thử nuốt cái gì thử nuốt. Con cái tàn ác mà cái lỗ này chọt vô sao mà nó dính vô được hay vậy trời. Sao chọt vô được mà. Ông nó nuốt cái tay.
sao nó dính người ta chết rồi. Mẹ dính em từ từ, cái tao cũng dính rồi nè. Giờ con nó ông vô ông lấy cái búa ông đập cái tường, ông lấy con tay ra giùm coi. Trời đất ơi, trời ơi, hai mẹ con gì mà đứa vậy trời, sao mình nuốt vô cái ngón tay rồi vậy? Đau, từ từ. Không có biết tự nhiên trọt vô nó dính đây nè. Ông ba đập cái tường ra. Đập cái tường ra đây, đừng giải ra chứ. Đập, đập sao đập. Dạ đau quá. Ngón tay mình đút đút vô được, mà cái lỗ này đút sao hay thiệt á chứ. Sao ba đút vô? Cái này ăn khao trời. Cái gì vậy? Mẹ tôi mua cho tôi hai cái bánh này mà tôi đâu có biết ăn đâu. Cái này tôi ăn rồi á, ăn dễ lắm. Hả? Bà ăn rồi hả? Tôi chỉ cho. Đầu tiên là mình sẽ lột ra. Lột đẹp ha. Sau đó mình sẽ cắn. Rồi nhai. Đừng có ngửi, ăn cái này là nhai rồi nó mới ngon. Thôi mình quấn vô tay, biết không? Quấn vô tay gì đó, cái kiểu cái gì á. Mày làm trang trước. Đúng rồi, trang trước á. Mở ra, ở dưới cái đít này nó rất là cuốn kỹ á. Phải kỹ nha. Xong mình ăn. Ăn gì á? Hà, hết bánh của tôi luôn rồi. Không có, tôi chỉ mà. Chị hai ơi. Cái gì nữa hả? Chị tỉnh. Bạn nó ăn hết bánh của em. Sao cái con đó nó chọc bẩn hoài trời? Sao ăn hết bánh của nó vậy? Không có, em chỉ cho tưởng ăn thôi. Mày đừng có xạo. Đây nè, em kể lại cho. Để tôi kể, tôi không có ăn nha. Ăn hết còn cái vỏ kìa. Mới nãy em chỉ cách ăn thôi. Là cách ăn là mở ra. Mình phải cắn. Khó mình nhai. Không được, cái này dư mình quấn mà làm căng sức. Đúng không? Lại tôi chỉ gì mà. Nó nói cái này làm trang trước nữa chị. Đúng rồi. Xong rồi mình nuốt. Mình nuốt xong á chị tỉnh. Ngay tiếp. Ngay kỹ vô. Thì đó. Nó chỉ cho ăn mà còn khóc ôm sờ bà chị. Nhưng mà nó ăn hết hai cái bánh của em rồi. Trời ơi. Cái con nhỏ kìa. Cái bông này nó không có đẹp bằng cái bông này. Ê nó nè. Tưởng cái bông này á. Nó dởm quá à. Đây nè coi nè thấy không. Nó dởm. Ha. Bạn làm hư đồ chơi của tôi. Không có. Cái này nó hết keo rồi. Cái này hết hạn rồi á. Thôi đúng rồi. Bạn là bạn là. Rồi tèn tèn. Bạn làm hư của tôi rồi nha. Bạn đền đi. Đền đi. Không phải. Mới nãy tôi cầm lên là nó gớt ra rồi. Không có đâu, ở trong tay bạn là bạn làm lứ tờ rồng lọng. Bạn đền đi. Không có, tôi đâu có làm đâu. Bạn đền. Bạn đền đi. Không thôi tôi mét mẹ bạn đó nha. Bạn đừng có hòng mà trốn khỏi tay tôi. Đền đi. Móc tiền ra, đền. Không có tiền. Bạn không có tiền phải không? Tao không trả làm sao.